Vâng, chào anh. À, xin anh cho biết tên của anh ạ. Mình tên là Lương Hoàng Thắng ở tỉnh Lạng Sơn. À, vâng. Xin anh cho một vài nhận xét cảm nhận sau khi sử dụng sản phẩm của TS Mobile ạ. Sau khi mình sử dụng một năm thì cảm thấy là sản phẩm thì cũng thứ nhất là về cấu hình cũng là hợp lý, về màn phím cũng là rất là cảm ứng và nhận, Vâng. rồi là camera Vâng. trước cả và sau đều cũng là hợp lý, Vâng. trình duyệt ghi âm Vâng. cài đặt tải game cũng rất là thuận lợi. Vâng, rất cảm ơn anh. À, cho anh hỏi là anh có hài lòng về cái dịch vụ của TS Mobile không ạ? Mình rất hài lòng Vâng, với cái sản phẩm như vậy và với cái mức giá như đấy, vâng. mình nghĩ là hợp lý với Vâng. người dùng. Vâng, rất cảm ơn anh ạ. Vâng.